Ôi mình thấy chú mua được cây mai đẹp quá trời luôn. Mai xoắn hả chú? À, mai xoắn. Dạ. Cây này nhiêu chú ơi? 1,5 triệu. 1,5 triệu quá đẹp chú ơi. Trời ơi. Quá tuyệt. Dạ quá tuyệt vời. Gọn gàng mà đẹp chú ha. Rồi đơn giản thôi. Dạ đơn giản thôi. À, mình tới đây là thấy là bác nhà vườn là cười rất tươi luôn. Chú à, chắc chú ở quận 8 luôn hả chú? Không, tôi ở Tân Bình. À, chú ở Tân Bình. Dạ. Yeah. Hôm qua giờ mua được nhiêu cây rồi chú? Không, bữa nay mới nghỉ, mới đi làm mới nghỉ. À, hôm nay mới nghỉ, nó mới đi mua, đi mua ngày đầu tiên là chốt được cây mai đẹp rồi. À, quay cây mai sẵn của chú nè. À, quá đẹp luôn quý vị các bạn. 1,5 triệu. Rẻ. Dạ. Quá rẻ anh ha. Cây này 1,5 triệu là rẻ quá đi. Đoạn mai xoắn mà. Đoạn cây 1,5 triệu rồi mà cây đó nó bự lên cái này không á. Đó, anh trai mới tới cũng khen cây có 1,5 triệu mà quá rẻ nè. Quá trời đông luôn quý vị các bạn. Rồi chốt luôn anh trai ơi. Quá rẻ. Đó, cây nó lớn hơn đó. Chú giờ kịp không á? Chú giờ kịp chăm rồi. Rồi chú chạy về nhà để chăm tỉa cây. Chúc chú ăn Tết vui vẻ chú nha. Cảm ơn. Dạ, cây đẹp quá. Chừng nào vậy? Food Travel Media chú ơi. Dạ. Cây đẹp quá. Trời ơi, nụ không, quá đẹp. Đó, chú mua được cây ưng ý là Tết năm nay là sung túc rồi. Cây đẹp quá quý vị ha, đó. Đó. Trời ơi, phải nói là trưa nay bà con đi rất là đông quý vị các bạn. Đó, mua rất là đông ha, xem cây cũng rất là đông luôn. Dạ. Làm kênh nào vậy? Food Travel Media. Anh ưng được cây nào chưa anh? À, 26-27 mới mua, bây giờ mình đi tham khảo anh ha. Tham khảo giờ sớm. Dạ. Quá. Anh thấy cái thị trường Tết chợ hoa xuân năm nay so với năm ngoái sao anh ha? Cũng khá là nhộn nhịp. Dạ. Đông đúc như mọi năm. Dạ, cây cũng nhiều anh ha. Cây cũng nhiều. Dạ. Kinh anh tế, ở đâu kinh tế hơi khó khăn nhưng mà thấy nó cũng... Đúng rồi, bà con mình cũng chơi xuân cũng... nhiều ha. Anh ở Bà Chiểu. À, bên chợ Bà Chiểu. Bình Thạnh. À, bên Bình Thạnh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ. Chúc anh năm mới phát tài anh nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ở đây rất là nhiều những cái cây mai xoắn này quý vị các bạn. Đó, những cây mai xoắn nhỏ nhỏ mini rất là nhiều luôn ha. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng bác rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Sáng sớm mình đã chia sẻ với quý vị các bạn những cái hình ảnh bà con đi mua cây chơi Tết tại chợ Hoa Xuân Bến Miền Đông. Thì bây giờ là cũng gần giờ trưa rồi quý vị các bạn, chúng bác lại tiếp tục chia sẻ tới quý vị các bạn những cái hình ảnh vào buổi trưa. Nắng như vậy thì bà con mình đi mua chơi cây cũng như là đi chợ Hoa Xuân Bến Miền Đông như thế nào thì bây giờ chúng bác sẽ chia sẻ tiếp tục tới quý vị các bạn nha. Đó, quý vị thấy thì trời khá là nắng nha. Bà con vẫn đang mua cây rất là đông ở đây này. Đó, đây là nhà vườn mai, nhà vườn mai nha. Đó, đằng xa xa kia mình thấy rất là đông, không khí rất là náo nhiệt luôn nha. Ở đây thì số mắc buổi sáng đi một vòng á thì mình thấy cây cũng giá cũng khá là rẻ. Các nhà vườn bán với mức giá không có thấp giá nha quý vị các bạn nha. Không có thấp giá cao lắm. Đó, mình trả xuống là vừa. Có những chậu thì 50 cũng có, 100, 200 cũng có, nó tùy theo cây. Nhưng mà giá cũng rất là bình ổn nha. Đó, có một anh vừa mới chở cây hoa giấy về đi xe đạp luôn nha. Bây giờ thì sư bác sẽ tranh thủ di chuyển nha. Đó, cô chú mua giá rẻ là bắt đầu giới thiệu cho khách hàng luôn. Chào cho nhà vườn luôn chú ha. À, giá hợp lý mà. Giá hợp lý. Cây này mấy năm trời mới được vậy. Dạ, đúng rồi. Bao nhiêu năm á. Đúng rồi, hợp lý luôn. Rồi quay ngược lại ôm về luôn. Đúng rồi. Đây nè. Có nhóc qua chở không? À vậy cũng được. Phải rồi. Ở đó à. Dạ. Giá nó ở đó rồi chứ bà nghe mày bức. Đó, bà con đang vào coi mai rất là nhiều quý vị các bạn. Trưa nay là nhà vườn
cây mai là trúng quả nhà vườn ở đây bán là 30-40 cây rồi. Đó, chú chia sẻ là bán mấy chục cây rồi. Rồi cây này quá đẹp luôn. Cây này cũng rộng này, quý vị bạn tán rộng này. Tuyệt vời luôn. Trong này số mắt thấy các cô chú anh chị vẫn đang đi vào trong này coi cây rất là nhiều này. Trời khá là nắng quý vị các bạn ha. Mình thấy thì bà con vẫn đang đi mua rất là đông luôn. Đó. Mai thì ở đây tôi số mắt thấy giá rất là cạnh tranh. 300-400. 300-400, 500-600. Nó tùy cây á. Tùy cây 500-600, 300-400. Nó có hai anh chị cũng mới tới nè. Ưng được cây nào không chú? Ưng thì có ưng đó, giá chưa được chứ. Nào? Bao nhiêu một cây chú? Cây đó rồi 700 kìa. 700 hả chú? Bán trả 500, nó không đòi 650. Dạ. Cũng bán cho em để 600 đó. 600 một cây. Cây này đẹp nè anh. Em đó, cây đó đó. Không, cây này chưa có bung, cây này chưa có bung, cây này mới đẹp. À, mỗi người một cách chơi cây khác nhau quý vị. Wow, đông quá. Một cây chú ơi. Dạ, coi được nhiều cây chưa chú? À nhiều. À, rất là nhiều rồi nhưng mà để tham khảo. Tham khảo chú ha. À. Coi cây nào đẹp nhất mới mua đúng không? Được, dạ. Rồi, chú anh chào em nha. Đông quá. Đó, bà con đang đi tham khảo giá rất là đông quý vị các bạn. Để coi đi. Ngày mai gì vậy? Ngày giáo, mai giáo không biết. 6/6/8/6/12. Nhiều cây đẹp lắm anh chị. Dạ. Cây này cũng đẹp quá hả cô chú? Dạ. Trời ơi, tán rồng này. Đẹp quá. Rồi, chúc chú là chốt được cây mai. Quá đẹp. Dạ. Mình mua cây trở về đâu chú? Tân Phú. Tân Phú hả? À dạ. Cây này đẹp quá. Cây này nhiêu lý? Cây này nhiêu? Lý à, mua cây 5 xì à. 5 xì. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn, cây này 5 xì quá rẻ. Bến Bình Đông. Dạ. 13 quận 8. 500 cây chú ơi, cây này 500 này. Mai này mai gì vậy anh ha? Mai dạo. Mai dạo. Mai dạo. Dạ. Mai dạo, mai với Bình Chánh á. Mai Bình Chánh. Dạ. Mai này tới 6/5/7. Rồi, quá cứng cáp luôn. Ủa. Có chú ngồi vừa không? Trả tiền đi. Chúc chú ăn Tết vui vẻ chú nha. Dạ. Đẹp quá cây mai. Trưa nay bà con mình chốt cây phải nói là rất là đông quý vị các bạn. Wow, mình thấy thì nhà nhà đi chơi tham quan trong buổi trưa ngày hôm nay là đều mua cây mai về chơi Tết hết rồi. Đó, nhà nào cũng một cây một cây. Chợ Hoa Xuân Bến Miền Đông trưa nay phải nói là nhộn nhịp hơn buổi sáng nữa quý vị các bạn. Hơn sáng lúc sáng mà số mắc đi sớm quay chia sẻ với quý vị nữa. Mặc dù là trời cũng khá là nắng. Nắng trưa nay thì không có gắt nha, nhưng mà cũng là nắng nhưng mà bà con vẫn đi chơi đó.
tự nhiên mình thấy cái sắc xuân nó ngập tràn quý vị ơi. Cây đó nhiêu anh trai? Dạ đấy 500 anh. 500, quá rẻ ha. Dạ. Đó, mình thấy các nhà vườn đều tập trung đó, kia kìa. Đằng xa xa kia là một ông chú hồi nãy chốt đường cây rồi. Để mình chạy tới mình hỏi ông chú coi nha. Ơi, ông chú chốt được cây rồi nè. Dạ. Cuối cùng muốn ưng được cây hả chú? Dạ, quá đẹp chú ơi. Chú trở về đâu chú ha? Vậy ở bên tỉnh Lộ 10 á. Dạ, tỉnh Lộ 10. Dạ. Cây này đẹp quá hả chú ha? Họ cũng rẻ, vừa túi tiền. Cây này nhiêu chú? 320. Wow, 320 thôi, quá vừa túi tiền. Vừa túi tiền. Dạ, mà đẹp nữa chú ha. Dạ đúng rồi. Năm ngoái là bây giờ là chưa mua được luôn á. Bên hai cây. À chú à, mua hai cây rồi. Hai cây. Dạ, chú chợ về đâu chú? Bên đường ở Tạng Bửu nè, đều phải chạy bên đây, bên kia dạ, không có ai. Cây của chú đẹp quá nè. Cây này nhiêu chú ơi? Cũng vậy á. 400 á. Dạ. 300-400 cây. Quá đẹp. Rồi hai chú chốt hai cây. Mua ta nói bà 400 cây ông nói 300-400 cây rồi sao dạ. Bán không quay. Cây 300 mấy cây 400. Cái tin này nó có lên TV không? Dạ có luôn. Em biết. Dạ. Thì anh ở bên nói chung là anh là bên Mỹ về. À dạ. Tham quan ở đây. Dạ. Anh nói chung là anh cứ lên YouTube á, tụi em quay nhiều lắm. Bấm cái tin gì? Food Travel Media. Ờ, tôi biết để giới thiệu với bà con Việt Kiều. Dạ dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Tới Việt Nam mình. Anh ở đâu về anh? Bên Ohio. À dạ. Dạ. Ohio. Dạ rồi chúc anh Tết vui vẻ anh ha. Dạ đúng rồi. À, cây ông chú bên đó là 320 này. Cây chú đây là thôi 400. 400 dạ. Nụ nhiều hơn dạ. Nói chung là nó tùy theo dáng cây chú ha. Tùy giá, tùy dáng cây. Ồ hai chú đi hai hướng. Hai hướng khác nhau. Dạ hai hướng khác nhau. Nhộn nhịp quá quý vị ha. Nay 24 rồi. Dạ nay 24 rồi, còn mấy ngày nữa nhiêu? Mấy ngày nữa. Nhưng mà mình mua tầm này là chơi về thoải mái nè chú nè. Chơi được lâu chú ha. Cây đó nhiêu tiền? Hai nghĩa quý vị ơi. Cây này hả? Cây này nhiêu tiền anh ơi? Không. Anh này hỏi nè. 400. Dạ giá được chú ha, giá được, giá mềm. 400 tầm này là giá mềm rồi. Dạ đúng rồi. Rồi ông chủ đi rồi, sốt thoát rồi. Nhộn nhịp quá. Ê, nhà vườn của ông chú đây cũng rất là nhiều những cây mai xoắn này. Chà, cây này thân nó cao này quý vị các bạn. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Có những cây mini nữa. Quá đẹp. Rồi, ông chú xuất phát luôn rồi. Chúc chú ăn Tết vui vẻ chú ha. Dạ. Đằng sau bà con vẫn đang đi chơi, đi mua cây rất là đông quý vị các bạn. Trời ơi, cây này rất là bự quý vị các bạn. Đẹp quá. Cây này cũng là mai dạo luôn nhưng mà rất là bự nha. Đằng kia chốt được một cây chở xe ba gác về rồi kìa. Nhộn nhịp quá quý vị các bạn.
Trời, cây này để trong nhà là quá đẹp luôn anh ha. Dạ. Bông quá trời bông luôn nè. Nụ quá trời luôn. Cái này mình chở về đâu anh ha? Dạ. Khu nghiệp Tân Bình. À, khu nghiệp Tân Bình, dạ. Cây này đẹp quá. Cây này nhiêu chú? Dạ. À, nhiêu anh? Cái này triệu mốt à. À. Nói triệu mốt mình vui luôn. Dạ, quá đẹp. Triệu mốt. Có bao nhiêu à? Triệu mốt à, chú. Cây này nụ nhiều chú ha. Quá rộng luôn. Ôi, ôi, cây này nhiêu? Trời ơi, bà con mình đi mua nhộn nhịp quá quý vị các bạn. Cây này 900. Trưa nay nhộn nhịp quá bác ha. Đó, đây nè. Mọi người vẫn đang tới nhà vườn Mai Kiện ở đây ha. Đông vui nhộn nhịp quý vị các bạn. Tiền trao tay rồi đâu được. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ông chú quay ông anh này kêu là triệu mốt là mua luôn nè. Quá đẹp. Quá đẹp luôn à con à. Cô thấy cây này đẹp không? Quá đẹp luôn à. Dạ. Quay phim lên đẹp quá đẹp. Quay phim lên đẹp quá đẹp. Cô mua được cây nào chưa? Quá nhộn nhịp quý vị các bạn. Rồi dắt qua luôn. Cây đẹp quá. Cái bầu. 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 Đẹp với con luôn. Cái này nhiêu? Đã cái này. Rồi anh ơi, vui vẻ chứ được quá. Vui vẻ niềm nợ khách hàng anh ơi, quá rẻ. Dạ. Nãy giờ anh bán liên tục luôn quý vị ạ. Để coi cô có chốt được cây nào không ha. Con là để cho gốc cho cô luôn á, nói thiệt. Mình thấy là các cô cũng khá là ưng rồi đó, nhưng mà anh thua là chốt giá thôi. Nhiều, nhiều. Chốt chưa cô? Ủa, không bán đẹp mà, không bán đồng hoa. Cô lại dùng, cô muốn bán nhiều, cô nói kêu lại cô. Đồng ngại mà, có bán không? Chưa, đã không được chữ giá, sao cô không bán? Ơi, ai bán giá? Dạ, có liền, anh ơi, tụi em lấy tiền á. Cô hỏi đây là nãy giờ con bán là con kêu giá chuẩn con không? Giờ con bớt cô nói giờ con mới bớt cô 100.000 đó, con nói thiệt. Con lên đây con cực khổ mà, khi nước cơm mà ăn bà cốt luôn á, con hiểu rồi. Dạ không được. Rồi, chưa chốt được. May mắn. Cánh nhỏ quá.
trưa nay số bác đi thì thấy gian hàng nào cũng nhà vườn nào cũng náo nhiệt hết quý vị các bạn. Các cô các chú nhà nhà đi chơi Tết chơi cây. Phải nói là đông nghẹt luôn. Những cây hoa giấy rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Hoa giấy năm nay thì bà con cũng mua rất là nhiều luôn. Và xem coi mấy chú ở đây có chốt được cây nào không ha. Trong đó là của Ấn Độ anh. Dạ. À. Hoa giấy đẹp quá ha. Bông cái hoa nó to anh ha. Dạ. Hoa nó to ghê luôn. Cái đó mình ghép á. Dạ. Cái cây cũng đẹp nữa nè. Cây đó nhiều anh. Cây đó là hôm qua bán 2 triệu anh. À. Wow, cây đó đẹp quá. Dạ. Mình làm công cực lắm. Dạ. Mấy năm năm nó năm rồi vậy. Mấy năm. Còn mấy cái cây vòng vòng khu bên ngoài này là nhiêu anh? Dạ, 1,5 triệu một cặp. Chiều rưỡi hả? Dạ, cặp. À, một cặp. Dạ. Chiều rưỡi một cặp. Cái này để trong sân vườn là tuyệt vời luôn quý vị ha. Để trong nhà chơi Tết là đỏ rực luôn. Chà, cái cây Ấn Độ trong kia đẹp thiệt chứ. Cây đó mắng rồi luôn á. Dạ. Chứ cặp này chú, cặp nhỏ này nè. Ưng cặp nào không chú? Cũng ưng, ưng hết, nhìn thấy là khoái rồi. Nhưng dạ. Cũng mua hay không nữa chứ. Dạ. Nói chung mình ưng, mình hợp là mình coi giá cả hợp lý là chốt chú ha. Ừ. Chú mua cây về đâu chú? Chú bên cũng trong quận này luôn à, phường 8 như đây. Dạ. Nhìn thấy này là thấy, nhìn thấy ưng quá chú à. Ưng cũng thích rồi. Dạ. Thấy mùa xuân đến rồi. Dạ, thấy mùa xuân đến rồi. Dạ. Đến gần luôn rồi. À, chú đang xem hai cái chậu này. Hai chậu này hình như là một cặp đi chung này chú. Đẹp rồi. Đó, đó mua là mua cặp này rồi. Đúng rồi. Đẹp luôn hai bên rồi. Cặp này là đi chung này. Quá đẹp. Đó, đẹp đúng không? Mình không ngăn cũng được, cũng đẹp thường. Mình thấy chú coi rất là kỹ hai cái cặp này nha quý vị các bạn. Chú ngắm hai cặp này rất là kỹ luôn để xem là chú có chốt giá được với nhà vườn không và chú có mua không ha. Dạ. Đó, ông Tài con thấy chú ngắm cây rất là kỹ luôn để nó đẹp quá. À, chú thích cái cây trồng nữa. Chú thấy là bán rồi đây chi đúng không? Chú thích cái bông nó bự ha chú à? Cái bự đúng rồi. Dạ, chú thích cái bông nó bự. Mà nó nhiều màu. Dạ, nó nhiều màu đó. Cái này thì nó đặc trưng có một màu đỏ. Dạ. Ông nó màu đỏ màu hồng nó xen nhau chú. Đông vui quá quý vị các bạn. Đông nghẹt rồi. Đây bà con đang đứng đây đông nghẹt này. Rất là đông luôn. Hoa giấy này. À. Những cái cây ở đây số bác thấy cũng rất là đẹp nha quý vị các bạn nha. 1,5 triệu một cặp. Đó, bonsai cái này là kiểu bonsai hay sao? 1,5 triệu một cặp. Tùy cây. Còn cây nhỏ thì mấy trăm. Hôm sáng có chú kia mua một cặp 200 mà là 100 ngàn một cây. Cũng rất là đẹp luôn. Ông chú cũng đang phân vân hai cặp này với cái cây Ấn Độ trong kia. Cái này hình như là chú còn cây kia là 2 triệu nó bán hôm qua rồi. Ủa bán rồi hả chú? Ừ, cây nó bán rồi. À, bán rồi mà người ta chưa trở về hả? Chưa trở. Ủa. Cái cây bên này đẹp hơn chú ha, cái cây 2 triệu đẹp hơn ha. 2 triệu là đẹp nhất. Dạ, quá đẹp luôn. Cây Ấn Độ ở trong đó chú. Đúng rồi, cây Ấn Độ đó. Lá Ấn Độ đó. Cây này cũng Ấn Độ còn, nè. Còn cây này thì nó cũng thế này, cây này thế nhưng mà cây này nó lên nó được cô khúc nó cắt ngang ngọn rồi. À dạ.
còn cây trọng nó còn có cái ngọn nó vươn lên. Dạ, đúng rồi, nó vươn lên dạng dáng vươn đó chú hả? Ừ, dáng vươn lên nó cao lên. Mua 2 chậu này về thế cho 2 chậu cúc. À, thế 2 chậu cúc. Ừ, mua 2 chậu cúc cũng 300 rồi. Chú chốt giá phát đi là nhà vườn bán à? Chốt nó 1 triệu thôi. 1 triệu một cặp hả chú? 1 triệu một cặp. 1 triệu một cặp. Rồi nhà vườn đòi nhiêu chú? Nó đòi là 2 triệu, người ta bỏ tiền bớt ra tiền xe. Nó đi hỏi không biết có được không? 2 triệu là hả? Thôi 1 triệu thôi. Không thì thôi thế này. Chú vẫn đang chốt giá. Chú vẫn đang chốt giá. Mình thấy hai ông chú rất là vui tính. Hai chú trả cặp này 1 triệu rồi này. Hai chú trả cái cặp này 1 triệu rồi mà nhà vườn chưa chốt được. Đó. Để coi. Chú lên 100 rồi mà chưa được luôn hả chú? Ừ, là 1 triệu rồi hả? Lên 1 triệu thôi mà nó đã đi hỏi thêm vậy. Đi hỏi thêm 1 triệu là con nghĩ chắc được. Ừ. Chú trả cặp này 1 triệu này bác nhà vườn ơi. Đó, hai ông chú coi nãy giờ rất là kỹ luôn. Không còn mấy cây bán luôn, 2 chứ còn cây là bán. Chú cây bán là 800 ngàn cây không á. Cặp này bán không? 800 ngàn cây không á. Thôi chốt cho hai ông cụ bác vườn ơi. Thôi 100 tôi đã nói là chỗ dễ không ấy đã. À, chốt cho hai ông cụ lớn tuổi đi. Không có nhiều cây bán nhà hết luôn. Dạ. Đó cho thêm 100 ngàn. Dễ cây đẹp mạnh khỏe lắm rồi. Được thì là chốt thì xe còn không thì thôi. Để coi cái vụ này là rồi chốt giá 1 triệu 1 triệu 1 đóng bớt nhà vườn ha. À, 1 triệu 1 coi như là bớt cho hai ông chú tiền xe. Vụ này giao dịch thành công rồi quý vị các bạn. Dạ, giao dịch thành công. À, hai ông chú chốt 2 cây này 1 triệu 1 này quá đẹp. À, 2 cây này dáng nó cũng đẹp chứ. Hai cặp này là 1 triệu 1 này chú. Hai chú còn, đi chung. Cây trong kia bán đi bán. Cây trong bán 200 bán mất tiêu rồi. Bán rồi. Bán rồi à? Bán rồi. Không bán thì để lên để chi đúng không? Đúng rồi. Bán rồi mà chắc là người ta chưa chở. Cặp rồi là chắc về nhà nó kêu xe ra chở đó. Xe lại tới. Hoặc đi. Hoặc đi bánh tải chở. Mày xe ôm chở bình thường gì? Gì xe ôm chở cây đó luôn hả? Ghê à? Chở cái mai 2-3 mét tao chở không được nữa. Ghê à? Nó quay cái này nó ngay sao á. À. Cái ý là cái xe ba bánh. Dạ, không chở chuyên á, chở chuyên có cái ba ga chú. À, cái ba ga nó chở. Có cái ba ga chuyên nghiệp là chở được. Dạ. Nó sẽ quay ra đằng sau nó chở vẫn được. Dạ. Quay quay cái đó kêu đuôi đằng sau. Nó vẫn chở được luôn. Dạ. Nó còn cái lông nữa. Ủa không phải xe ôm à? Kêu kêu chắc là đang kêu xe cho chú hả? À xe đang lại luôn, xe đang lại. Có thùng xe ta bỏ lên chứ bà làm như xe mát thôi rồi. Xe đang chạy lại luôn. Hai xe nó cùng. Hai cây này nó dáng nó vươn hai bên nó cũng rất là đẹp quý vị các bạn. Hai ông chú chốt 2 cây 1 triệu 1. À 200 tiền xe chở nữa, chơi luôn. Quá chịu chơi. Đúng rồi, bác bây giờ vườn. Qua chiều chơi luôn. Vậy là chở 2 chuyến hả chú? 2 chuyến anh. 2 chuyến. Chứ 1 chuyến nhiều khi đâu có đổi đâu ha. Nó bị xè quá. Dạ nó xè quá. Quá đẹp. Quá đẹp.
ơi, về nhà thoải mái chụp chú ơi. À, dạ. À, chú đánh dấu cây sợ lộn. Không, hai cây này em nghĩ không lộn đâu, hai cây này nó vươn hai bên mà. À, chụp về khoe trước hả chú? Khoe trước. Ông chú vui vẻ quá. Để xuống chúc Tết hai ông chú đi coi. Ê, con chúc hai chú đón Tết vui vẻ chú nha. Dạ, năm mới anh khang thịnh vượng nha. Dạ, chúc bác nhà vườn mua bán mua may bán cánh nha. Dạ, đông khách chốt giống như là hai ông chú vậy á. Khách là khoái rồi. Dạ, khoái rồi, hợp lý luôn. Cái nào anh? Quá đã. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là trưa hôm nay Xuân Mắc cũng đã cập nhật chia sẻ với quý vị các bạn những cái tình hình, những cái hình ảnh vào trưa ngày 24 Tết của hội chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền bến Bình Đông. Trưa hôm nay thì phải nói là bà con mình đi chơi và đi mua cây đông nghẹt tại chợ Hoa bến Bình Đông quý vị các bạn nha. Những nhà vườn cây mai bán cũng rất là nhiều và cây hoa giấy bán cũng cực kỳ nhiều luôn. Đó. Phải nói là rất tuyệt vời quý vị các bạn ha. Có đại gia tới đi xe tới để mua nguyên một nhà vườn hoa giấy, không biết để làm gì quý vị các bạn. Đó. Chắc là về mua về cho gia đình, các nhà chơi Tết chung với nhau đó quý vị các bạn ha. Hoặc là mua cho tặng cho nhân viên cũng có thể đó. Bây giờ thì số mắc sẽ rời chợ Hoa Xuân bến Bình Đông để đi tiếp các địa điểm chợ hoa khác chia sẻ với quý vị các bạn. Hiện tại thì bà con vẫn đang còn rất là nhộn nhịp nha. Cái giá cả tại chợ Hoa Xuân bến Bình Đông trưa ngày 24 tới nay thì số mắc cập nhật thì những nhà vườn cũng bán với mức giá rất là bình ổn nha quý vị các bạn nha. Như mọi năm các chậu mai thì từ khoảng giá 700-800 thì hiện tại bán với mức giá khoảng 300-400. Còn những chậu mai 1 triệu, triệu mấy thì theo như năm ngoái thì bán khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu quý vị các bạn nha. Đó, nó tùy theo cây, tùy theo giá, nó giá nó rất là nhiều. Đó, đang rất là đông nha quý vị các bạn. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn theo dõi trưa ngày 24 Tết tại chợ Hoa Xuân bến Bình Đông, video của Xuân Mắc trưa ngày hôm nay. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo nha.